Anh em hôm nay xúc đội xe tải lại tiếp tục công việc một công trình mới, đấy là độ cái xe. Đấy, hôm trước thì nói với anh em rồi, con này độ hôm nay là ngày thứ hai rồi, nó xong thành hình hài nó như thế này. Đây anh em nhìn thấy là nó khá là sáng, anh em cố tình sơn nó màu xanh một tí cho nó sáng để anh em nhìn cho nó dễ. Và tất nhiên thì sau khi xong rồi nó lắp đặt xong như thế này, bây giờ bắn quả lốp vào để test thử xem là nó thế nào. Và sau khi cắt CNC và đã hàn chắc chắn, đã được sơn lại thành màu sơn xanh xanh cho nó nổi bật, để nó tách bạch cái chi tiết này ra so với lại cái chi tiết cũ của xe, để lắp lên anh em nhìn nó dễ. Và bây giờ sẽ bắn thêm cái lốp vào để bắt đầu thử tải cho xe anh em nhé. Thử tải xem là cái này nó chịu như nào. Đấy, anh em thấy là đã con này nó đi thời nhỉ, đúng rồi, nó đi thời lắm, máy nó chạy, đây, tôi nó chỉ ăn được hai bóng, tay chạm mất bóng rồi, lên, ngon. Xe nào cũng độ được nha, xe nào cũng độ hết, cứ vào tay của Agara là cái gì cũng phải ra bóng hơi, xe máy cũng ra được luôn anh em nhé, đảm bảo luôn anh em, xe máy là 5 triệu một bộ. Rồi ok.